phía trong mình thấy là chuẩn bị có chiếc tàu này chạy ra các bạn. Tàu này cũng gọi là tàu đò nha, khách đi cũng khá là nhiều luôn. Mà không biết là mấy hôm nay là trời sóng trời gió, chuẩn bị có bão, không biết là có khách hay không đây. Mình mới vừa ra khỏi cái làng chánh sóng thì có sóng liền các bạn. Quá wow, các bạn. Mới vừa ra tới đó thì mình thấy sóng bắt đầu dập mạnh rồi nè. Rồi rồi nó lắc. Thách ra ngoài cửa ngồi vịnh luôn rồi. Ba con tàu này nó khá là dài, cho nên cái đầu nhảy sóng cũng ít nha. Khách lên trên mui rồi đứng bên cửa bên hông nhiệm lụm hết trơn các bạn, vô trong chắc chịu không nổi đâu. Không biết là anh chạy đi đâu, qua hòn hay là đi đâu. Cái tàu biển nó đi ra tới ngoài khơi bắt đầu là dập sóng thì các bạn. Ớn gì kìa, khá là xa. Bên đây có chiếc nhỏ này đang lái vô, chiếc này có cái mui che phía trên không mà hai bên không có dách. Trời ơi nghiện ghê vậy. Kìa, chiếc này thì đang cố gắng đi vô các bạn, bên kia thì đang chạy ra. Quá sóng. À, cái anh này chạy vô đỡ tốn dầu hơn nha, tại vì sóng nó có đẩy vô bờ luôn mà. Trong đi ra các bạn. Trời ơi.
lên chở xuống không. Trời ơi. Dập binh binh luôn các bạn. Trời ơi kìa, khủng khiếp. Đây sóng rồi. Trời ơi, dở dở lên không các bạn. Ôi rồi, ghê vậy. Đây có chiếc tàu nhỏ các bạn, có hai anh em này chạy nha. Wow, ngày sóng dữ vậy ta. Trời ơi, chạy ngang luôn nha, coi sóng có tấp anh không đây. Quá chú gì chở cái mỏ neo hình như là của ghe biển các bạn, quá lớn nha. Dịnh mùi phải dịnh lại chứ không thôi là cái tẩm liền các bạn. Wow. Ui 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 ui. Trong bờ luôn các bạn, phía bờ là toàn đá ngầm không nha, nên là mấy anh em này đi là cũng phải canh sóng canh gió. Ôi ôi, trời ơi, quá kìa kìa kìa.
ghê vậy. Đi ngang anh không thấy đường canh sóng các bạn. Đứng lên luôn rồi. Rồi. Dạ mang vậy. Kìa. Yeah. Wow. Sóng nó đập kìa các bạn. Rồi, đưa cho thằng em lái luôn rồi. Ui. Đánh cái mỏ neo nó muốn gớt dưới đó luôn kìa. Mỏ neo để trên cái thuyền bắt đầu sóng đánh lật ngang luôn các bạn. Rồi bỏ lái luôn rồi. Rồi. Ớn vậy. Bỏ lái luôn rồi, vịnh cái mỏ neo lại rồi. Trời, thằng em này cũng đúng là nghề biển các bạn. Biết chạy là đối diện sóng luôn ha. Đẩy kìa. Đây, phía trong này là chiếc này là ủi xịp các bạn. Con này thì là chuyên ủi xịp mà tắt máy châm nha. Wow. Trời ơi. Kìa. Yeah. Quá sóng gió rồi. Ôi ôi. Đây là có hai cái đẩy nó nặng nó chì cái mũi xuống nữa các bạn. Quá. Wow. Đập ghê vậy. Quá rồi. Kìa kìa. Gắng chạy xiết vô trong bờ. Né cho cái làn chắn sóng mới được. Kìa kìa. Nước vô tới luôn. Quá. Wow. Đẹp này là sóng gió ớn quá các bạn. Quá sóng.
sống rồi. Đẩy vô không? Trời ơi. Kìa. Ở ngăn gì? Vô không? Dạ, chú chuối xuống kìa.